Quý cô bác tuổi Mậu Thân kính mến, trong chương trình ngày hôm nay, mình và Tử Vi sẽ chia sẻ với quý cô bác về tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 5 âm lịch năm Quý Mão 2023 để giúp cho quý cô bác đốn lành, lánh dữ có được một tháng nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Và tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người đã chỉ rõ đúng tháng 5 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, người tuổi Mậu Thân sẽ phải trải qua một tháng hung cát ẩn tàng, vận trình có nhiều biến động. Nhưng nếu như bản mệnh cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình. Từ đó, những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến. Những người tuổi Mậu Thân hữu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ để giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác tuổi Mậu Thân cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Tiên tri tiết lộ, tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, sung sướng, giàu có hay biến động ra sao? Quý vị thân mến, giàu có chưa chắc đã sướng, nhưng nghèo thì chắc chắn khổ. Những ai đã từng trải qua hoàn cảnh bĩ cực, khổ cùng, khổ tận, chẳng một đồng dính túi, chắc chắn sẽ hiểu cảm giác này có đúng không ạ? Không có tiền, ta bị thiên hạ coi khinh, bạn bè rẻ rúng, lúc cần giúp đỡ gọi khản cả cổ cũng chẳng một ai nghe. Cha mẹ già bệnh tật cần tiền chữa trị, con thơ cần tiền để đi học, để được bằng bạn bằng bè, ấy vậy mà trời cao như chẳng nhìn thấu. Cứ để chúng ta bị vây khốn trong nợ nần, sức cùng lực kiệt mà bật khóc, thương cho số phận mình. Đó cũng là lý do mà ta tìm đến tử vi, như đi tìm chiếc kim chỉ nam cho cuộc đời mình. Xem đâu là lúc may mắn, đâu là lúc vận hạn ập đến, có như vậy mới mong một ngày được đổi đời, thoát khỏi cảnh nợ nần, giàu sang viên mãn tới cuối đời. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ tới quý vị về vận trình tử vi tháng 5 âm lịch, dành riêng cho người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Liệu có những vận may thành công nào đang đón chờ, liệu có khó khăn, thách thức hay không? Bản mệnh cần làm gì để có một tháng năm âm lịch suôn sẻ, thành công? Tất cả sẽ có trong video ngay sau đây, xin mời quý vị cùng chiêm nghiệm. Trước hết, xin mời quý vị hãy cùng điểm qua đôi nét tổng quan về vận trình tử vi tháng năm âm lịch của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Mậu Thân với những con giáp khác. Theo tử vi, tháng 5 âm lịch là tháng Mậu Ngọ, hay được gọi là tháng lựu nguyện, được tượng trưng bởi loài hoa lựu và loài hoa lan chuông, loài hoa biểu trưng cho sự cao quý. Hoa lan trường thể hiện rằng bạn rất ngọt ngào và khá cầu toàn, tỉ mỉ. Tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão, có thiên can là Mậu, địa chi là Ngọ, cầm tinh con ngựa, ý nghĩa tháng này là cầu nối bước sang mùa hè, khi đất trời đã bắt đầu tràn ngập những ngày nắng. Tử vi tháng 5 năm 2023 tuổi Mậu Thân âm lịch thấy rằng nhiều khó khăn ập đến với người tuổi Thân đòi hỏi bạn phải thực sự cố gắng vươn lên, chớ nên nghĩ đến việc bỏ dở giữa chừng, nếu bạn bỏ cuộc thì công lao từ trước đến nay đều đổ sông, đổ biển. Dưới ảnh hưởng của sao bệnh, con giáp này thường xuyên thấy mệt mỏi, không có tinh thần làm việc. Thái độ làm việc đối phó, lơ là có thể khiến cho bạn phải mắc những lỗi sai đáng tiếc hay nghiêm khắc hơn với bản thân mình, đồng thời. Nếu cảm thấy việc nào vượt quá khả năng của mình thì nên chủ động nhờ đến sự giúp đỡ của người khác để nhanh chóng giải quyết, chớ nên im lặng cho qua. Việc làm ăn cũng vướng phải nhiều khó khăn, bạn thường xuyên chậm chân so với đối thủ, khiến các khoản lãi lời chẳng được như xưa. Lượng khách hàng cũng có dấu hiệu sụt giảm, thêm vào đó, bản mệnh cũng phải dễ tốn tiền cho các hoạt động thuốc men, khám chữa bệnh, khiến khoản tiền vốn đã eo hẹp lại càng eo hẹp hơn. Chuyện tình cảm cũng không có nhiều khởi sắc, thậm chí rơi vào cảnh ảm đạm, vợ chồng bạn chỉ quan tâm đến việc của mình, không quan tâm đến nhau, nên mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt. Nếu không biết trân trọng những gì mình đang có, tìm cách hàn gắn, thì tương lai bạn sẽ rất phải hối tiếc đấy. Người tuổi Mậu Thân mang mệnh đại trạch thổ. Đại trạch thổ là dạng vật chất hình thành do tự nhiên, nên họ yêu cuộc sống tự do, họ không thích bị câu thúc. Những biến cố thay đổi bên ngoài,
thường tác động mạnh tới họ, hoặc có lợi thì họ vận dụng, hoặc có hại thì họ cố thủ thu mình. Trong giao tiếp, thái độ ôn hòa, điềm tĩnh của người mệnh thổ kết hợp với sự linh động giỏi, ứng biến, không quá cố chấp, bảo thủ, nên họ thường đạt được hiệu quả cao, lòng người thường hướng về ủng hộ, là dạng đất đai tự nhiên, cũng như bản tính vốn có. Những người mệnh này thường phải trải qua quá trình học tập, tôi rèn kỹ lưỡi mới có thể giúp ích cho đời và thu được thành quả. Họ rất tin số mệnh vì chịu quy luật biến thiên của địa chất nên thành công hay thất bại của họ do bối cảnh, thiên nhiên, thiên thời, địa lợi ảnh hưởng, tác động nhiều. Đại trạch thổ có một nỗi buồn trải dài theo thời gian vì những sự biến động bãi bể, nương dâu tác động mạnh rồi nhân tình thế thái, vạn vật thay đổi. Đại trạch thổ có một nhân sinh quan tiến thủ, luôn muốn thể hiện bản thân và khát vọng giúp đỡ cuộc sống của con người, mang lại hạnh phúc cho con người. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 5 âm lịch. Sau tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, vận hạn, may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 5 năm 2023 tuổi Thân âm, lịch thấy rằng nhiều khó khăn, khúc mắc sẽ đến với người tuổi Thân trong tháng này, nhưng nguyên nhân chủ yếu lại đến từ chính bản thân bạn do sao bệnh chiếu mệnh. Bản mệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, không có ý muốn bắt tay vào bất cứ công việc gì, sức khỏe suy giảm, khiến bạn khó có thể tập trung vào nhiệm vụ. Đầu óc bạn thường xuyên lơ đãng, nghĩ đến những việc tiêu cực, bi quan, vì thế mà bạn dễ phạm phải những sai lầm không đáng có, khiến lãnh đạo không hài lòng. Bên cạnh đó, con giáp này lại thường thu mình vào thế giới riêng, không chịu chủ động hợp tác với người khác, khiến công việc vốn đã khó giải quyết lại càng trở nên rắc rối hơn. Nếu bạn không nhanh chóng sửa được tính xấu này, thì bạn sẽ rất khó chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, tháng này bạn vẫn nhận được ít nhiều tác động tích cực do các tinh tả phù và nguyệt mã mang lại. Chỉ cần bản sốc lại tinh thần, cố gắng làm việc và nghỉ các giải pháp để giải quyết vấn đề trước mắt, thì cơ hội bứt phá vẫn là rất cao. Bạn càng chăm chỉ, chịu khó di chuyển, mạnh dạn thể hiện những khả năng bao nhiêu, thì càng dễ đạt được thành công bấy nhiêu. Về mặt tài lộc, bước sang tháng 5 âm lịch, tình hình tài chính của người tuổi Mậu Thân khó có chuyển biến tích cực. Con giáp này cần phải chú ý trong các hoạt động chi tiêu cũng như đầu tư, nếu không sẽ rơi vào cảnh trắng tay, phải vay mượn người khác. Thời điểm này, bạn không mấy tập trung vào sự nghiệp của mình mà thường xuyên lơ đãng nên dễ chậm chân hơn so với đối thủ. Thậm chí, khi cơ hội xuất hiện trước mắt, bạn cũng vì quá thờ ơ hoặc là tự ti mà để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Sao Thiên Cẩu cũng khiến bạn phải đối mặt với nhiều đối thủ đáng gờm trên thị trường, hãy cẩn thận trước các chiêu trò lừa đảo của đối phương. Trước khi đưa ra quyết định thì cần phải kiểm chứng thông tin rõ ràng, chớ cả tin mà rơi vào bẫy. Tử vi tháng 5 năm 2023 tuổi Mậu Thân âm lịch thấy rằng tháng này sức khỏe suy giảm cũng khiến bản mệnh phải tốn thêm tiền khám chữa bệnh, vì thế hãy có cách chi tiêu hợp lý cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Đồng thời luôn giữ một khoản dự phòng để đề phòng những sự cố bất ngờ có thể xảy ra. Muốn giảm bớt những tác hại mà hung tinh đem lại, tả phù và nguyệt mã khuyên bạn nên mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh và chú ý hành xử. Nếu bạn không gây thù chuốc oán với người khác, lại luôn cố gắng vì mục tiêu, sớm muộn gì, bạn cũng sẽ phát hiện thấy ánh sáng cuối đường hầm. Về mặt tình cảm, gia đạo, con giáp tuổi Mậu Thân phải đối diện với nhiều chuyện buồn trên phương diện tình cảm. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng xa cách là một dấu hiệu đáng báo động mà bạn cần nhanh chóng tìm ra cách hóa giải ngay. Dù sống trong một nhà, nhưng dường như bạn và người ấy lại càng thiếu quan tâm đến nhau hơn, ai cũng chỉ lo việc của mình, không quan tâm đến đối phương, nên các chủ đề nói chuyện ngày càng ít ỏi, thậm chí có người rơi vào cảnh đồng sàng dị mộng. Có thể thấy rằng đây là cơ hội rất tốt để những kẻ thứ ba có thể chen chân, do đó, nếu vẫn còn quý trọng gia đình, quý trọng những điều mình đang có thì bạn cần trò chuyện với người ấy ngay, có thể giữa hai người chỉ tồn tại một khúc mắc cần được tháo gỡ mà thôi. Người độc thân chịu quá nhiều vất vả và mệt mỏi trong cuộc sống, nên bạn không còn muốn dành thời gian cho bất cứ người nào khác. Vì bạn đã khép cửa trái tim, nên dù có đối tượng chủ động đến làm quen, bạn cũng thường tìm cách từ chối ngay lập tức. Về mặt sức khỏe theo tử vi tháng 5 năm 2023 tuổi Mậu Thân âm lịch, dưới tác động của nguyệt lệnh lâm bệnh, tình hình sức khỏe của tuổi Thân không được như trước, bạn thường xuyên đau yếu, kém ăn, kém ngủ, thiếu thời gian nghỉ ngơi khiến cơ thể suy nhược toàn diện. Có thể bạn sẽ không mắc phải những bệnh quá nặng trong tháng này song, suy nghĩ bi quan khiến cho bạn luôn cảm thấy ủ rũ và mệt mỏi.
Bạn cần tìm ra động lực cho bản thân để thoát ra khỏi tình trạng này, chớ để bản thân chìm đắm trong những điều không nên. Nếu cảm thấy cơ thể không khỏe, bạn nên lập tức khám chữa ngay, chớ cố gắng chịu đựng, keo bệnh tình càng trở nặng. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy nhớ sinh hoạt điều độ, suy nghĩ lạc quan, vận động hợp lý để cải thiện sức khỏe. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 5 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968? 1. Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch cho thấy, hung vận có phần lấn át cát vận, tuy không quá lớn, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến vận trình của con giáp này. Tử vi cát tinh chiếu mệnh, nên đường tài lộc của con giáp này cực kỳ rực rỡ, tiền về nhà nhiều đếm không xuể, vận tài lộc vượng vào cuối tuần là thời điểm tốt để tiến hành đầu tư làm ăn. Riêng về công danh, sự nghiệp thì có phần thăng trầm bất định, khoảng thời gian từ giữa tuần trở đi, vận trình sa sút, mọi sự tốt lành trước đó dần mất đi. Nhất là khi tiểu nhân thiên quan xen vào và làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của con giáp này, khiến bản mệnh mất tập trung và gây ra nhiều sai sót. Con giáp này cần cẩn thận trước nguy cơ, có kẻ đâm sau lưng mình, tốt nhất bạn không nên tiết lộ toàn bộ bí mật với người nào đó. Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng không được thuận lợi lắm, người độc thân hài lòng với cuộc sống an yên tự tại mà mình đang có, nên cũng không có ý định thay đổi, cho dù những người thân xung quanh luôn rục rã, mong bản mệnh có được hạnh phúc gia đình của riêng mình. Người có đôi có thể sẽ nảy sinh mâu thuẫn khi mà con giáp này không biết điểm dừng trong các cuộc tranh cãi. Một người phải biết nhún nhường để mâu thuẫn không phát triển đến đỉnh điểm, khi mà cả hai cùng căng lên thì cũng như sợi dây kéo căng, dễ dàng đứt gãy. Quý nhân, Thìn, Hợi. Tiểu nhân, Dậu, Tuất. Màu sắc may mắn, trắng, tím. Con số may mắn, 07, 33, 67. 2. Tử phi 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch. Người tuổi Mậu Thân trong tử vi giữa tháng 5 có nhiều cát thần hỗ trợ, công việc tiến triển vô cùng tốt đẹp, ấn quan hiệp lực, những khó khăn và vướng mắc trước đó dần được tháo gỡ. Bản mệnh cũng có thể thể hiện khả năng ứng biến linh hoạt và xử lý những vấn đề phát sinh một cách hiệu quả và nhanh chóng. Tuy nhiên, thiên hình hung tinh vẫn đang tìm cơ hội để lật đổ bản mệnh khỏi vị trí đang ngồi. Sự nóng nảy này của bạn có thể trở thành liều thuốc độc cho chính mình khi bạn không đủ tỉnh táo để quyết định vấn đề và đưa ra những lựa chọn sai lầm. Thêm vào đó là hình sự thiếu cẩn trọng nên khả năng thất bại càng lớn. Chuyện làm ăn kinh doanh sẽ có bước tiến vượt bậc, những dự án đầu tư trước đó của bạn dần đem lại lợi nhuận đáng kể. Nhờ đó mà bạn có một túi tiền rủng rỉnh, chuyện chi tiêu cũng không cần phải tính toán quá nhiều. Bên cạnh đó, giữa tháng này, chuyện tình cảm đang tiến triển thuận lợi, mối quan hệ giữa hai người đang chào đón một bước chuyển mình để tiến tới sự gắn kết sâu sắc hơn. Nếu tình cảm đã chín muồi thì đừng ngần ngại, chờ để thời gian bào mòn tình cảm, khiến cho tình yêu phải sắt, hãy làm những điều mình muốn ngay khi có thể. Đầu tuần có họa phá tài, bản mệnh chi tiêu thận trọng, chớ vung tay quá chán, đồng thời cẩn thận kẻo ra đường mất tiền của do vô tình. Cuối tuần sẽ có cơ hội kiếm tiền tới, nếu bản mệnh nhanh nhạy nắm bắt thì các vấn đề có thể giải quyết khá nhiều vấn đề với khoản tiền vừa thu được. Quý nhân, Thìn, Mùi. Tiểu nhân, Sửu, Mùi. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Con số may mắn, 83, 47, 18. 3. Tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch. Tuần này, người tuổi Mậu Thân có lộc về đường làm ăn, tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu thoải mái. Thực thần xuất hiện trong vận trình báo hiệu rằng, người làm kinh doanh, buôn bán trong tháng có thu nhập khá cao nhờ tài dự đoán trước tình hình tiêu thụ của mình. Người làm công ăn lương cũng có thiên tài quý nhân trợ mệnh, nên vận sinh tài lộc không đến nỗi tồi, các khoản lương thưởng tăng lên kha khá, giúp cho bản mệnh không quá lo lắng về các khoản chi tiêu sắp tới. Tuy nhiên, trong tháng có dịch mã báo hiệu, bản mệnh phải đi lại khá nhiều, nên chú ý giữ an toàn sức khỏe cho bản thân. Đường tình duyên không được như ý, các cặp vợ chồng cần thông cảm và thấu hiểu cho nhau, chớ vì những chuyện chi tiêu mà cãi vã, nên ngồi lại để thống nhất phương án phù hợp nhất cho gia đình mình. Người độc thân bận bịu lo toan cho những ngày nghỉ sắp tới, nên không có thời gian để tính chuyện yêu đương trai gái. Tuy nhiên, vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này phải trải qua khá nhiều thăng trầm. Người tuổi Mậu Thân được Nguyệt Mã hỗ trợ khá nhiều, cũng gặp nhiều may mắn, nhưng khó đạt được những bước thăng tiến như mong đợi do tiểu nhân thương quan đã bày mưu hãm hại từ trước. Lại thêm có nhiều chuyện riêng tư cần giải quyết, nên càng không có tâm trí tập trung vào việc đang làm, khiến cho kẻ tiểu nhân càng có cơ hội để kéo bạn đi xuống. Quý nhân, Thìn, Mão. Tiểu nhân, Ngọ.
Tuất. Màu sắc may mắn, nâu, xanh. Con số may mắn, 56, 95, 20. Cẩm nang vượng vận cho người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, tháng 5 âm lịch 2023. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài, vượng lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Thân với tuổi Tý. Tý và Thân là một cặp đôi xứng đôi vừa lứa, cả hai đều hài hước, dí dỏm và là trung tâm chú ý trong các bữa tiệc do các hoạt động xã hội. Do vậy, họ thường có những khoảng thời gian thật thú vị bên nhau. Hai con giáp này đều có cái tôi khá lớn, nhưng đây lại không phải vấn đề lớn với cả đôi bên. Khi họ mâu thuẫn, cãi vã, cạnh tranh nhau, nhưng rồi họ lại hóa giải mọi thứ theo một cách rất hài hước và dễ chịu. Khi là đối tác kinh doanh, cả hai con giáp này đều năng động, Tý và Thân cùng chung quyền lực. Trong khi tuổi Chuột có cái đầu sắc sảo trong làm ăn và kiếm tiền, thì tuổi Khỉ cũng thích được nắm quyền lực trong tay. Điều thú vị là tuổi Chuột đủ khôn ngoan và khéo léo cho tuổi Khỉ cảm thấy cũng đang nắm quyền. Nhìn chung, mục tiêu của Tý và Thân đều giống nhau, vì vậy họ dễ dàng hòa nhập để cùng phát triển. 2. Tuổi Thân với tuổi Sửu. Sở thích của tuổi Thân là sự thoải mái cho bản thân của mình. Bởi vậy đôi khi tuổi Sửu khó có thể chịu nổi được tính ham vui của tùy thân. Tuổi Châu và tuổi Khỉ có nhiều điểm khác biệt, tuy nhiên họ có thể trở thành bạn thân nếu cả hai đều hiểu rõ bản chất của nhau. Người tuổi Châu thích sự hòa hợp và trật tự, họ thường biết cách để tránh khẩu chiến khi có thể. Người tuổi Khỉ sẽ tìm cách để làm cho cuộc sống của Châu phong phú hơn và đem lại khoảng thời gian thật vui vẻ cho người tuổi Châu, vốn trầm tính và nội tâm. Tuy nhiên, khi nào tuổi Thân quá ưu tiên cho sự náo nhiệt, thì tuổi Sửu cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa. Nếu là đối tác làm ăn, hai hành tinh này rất khó giao tiếp với nhau bởi đơn giản họ có mục tiêu khác nhau. Tuổi Sửu muốn làm việc tập trung, chăm chỉ và làm đúng ngay từ lần đầu. Trong khi đó, tuổi Thân chỉ tập trung vào công việc khi biết chắc chắn kết quả và tuyệt vời thôi. Ngược lại, tuổi Thân sẽ thấy chán nản bởi tính thực tế, bảo thủ của tuổi Sửu và hơn thế nữa, còn coi tuổi Sửu là kẻ phá đám. 3. Tuổi Thân và tuổi Dần. Hổ và Khỉ có thể tìm thấy những điểm chung là hai con giáp đối diện nhau trong vòng hoàng đạo, giữa họ thường xuyên có mâu thuẫn. Ban đầu họ khá cuốn hút nhau bởi cả hai đều hài hước và dễ tính. Người tuổi Hổ dũng cảm, gan dạ và khá ga lăng khiến tuổi Thân rất ngưỡng mộ. Tuy nhiên, dần dần tuổi Thân ngày càng tỏ rõ sự khoe khoang và thích cạnh tranh với tuổi Dần để được chú ý hoặc tranh giành vị trí dẫn đầu, còn Dần thì luôn luôn coi mình mới xứng ở vị trí chỉ huy. Bởi vậy, trong mắt của Dần, Thân khá nhỏ mọn và phù phiếm, trong công việc hai hành tinh này cũng có nhiều việc cần bàn, Dần nghiêm khắc và yêu cầu Thân phải làm việc nhiều hơn. Trong khi Thân thích chơi nhiều hơn làm, hai con giáp này nhanh chóng chán nhau bởi Thân coi Dần là kẻ thích làm bề trên. Còn trong mắt Dần, Thân là mẫu người lông bông và ham chơi. 4. Tuổi Thân và tuổi Mão. Trong mối quan hệ của con giáp này, Mão luôn dành nhiều tâm huyết hơn, còn Thân thì thường dành nhiều thời gian để theo đuổi những hoài bão và ước mơ của mình. Mão và Thân có khá nhiều điểm khác nhau, bởi vậy cả hai cùng cần cố gắng để hiểu và dung hòa mối quan hệ. Tính hay nhún nhường của Mão sẽ cải thiện đáng kể mối quan hệ. Nhưng nhìn chung, tuổi Mèo bị động và vị tha hơn mức cần thiết. Do đó, trong mối quan hệ giữa Mão và Thân thì Mão dành nhiều tâm huyết hơn. Tuổi Khỉ thì thường dành nhiều thời gian để theo đuổi những hoài bão và ước mơ của mình. Khi là đối tác kinh doanh, Mão và Thân cần phối hợp thật nhịp nhàng để công việc của họ không bị đổ bể. Mão không nên đảm nhiệm các vấn đề liên quan đến tài chính và Thân cũng vậy, bởi vì người tuổi Thân chi tiêu khá mạnh tay và khó có thể giữ được tiền. Tốt nhất, Thân sẽ là người ở tiền tuyến, đảm nhận trách nhiệm tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối tác, khách hàng và Mão sẽ chăm lo việc hậu phương để hỗ trợ cho Thân. Còn tài chính chắc chắn cần nhờ tới một nhân vật thứ ba đảm đương để công việc kinh doanh phát triển đi lên. 5. Tuổi Thân và tuổi Thìn. Tiếng cười sẽ luôn rộn rã bên cặp đôi Thìn và Thân bởi họ có hàng tá. Những điểm chung, cả hai đều có năng lượng rất dồi dào, tinh thần lạc quan và thích thú các hoạt động vui vẻ như tiệc tùng, tụ tập. Thân thích theo đuổi sở thích của mình nhưng không làm phật lòng Thìn bởi cả hai đều sống thoáng và vui vẻ. Tuy nhiên, cả hai đều có tính cách mạnh và dễ nổi nóng. Khi Thìn và Thân cùng làm ăn với nhau, họ sẽ sẵn sàng đón nhận những thách thức. Với bản chất của họ vốn ưa mạo hiểm, họ thường khuyến khích nhau cùng tìm ra những hướng mới cho công việc kinh doanh.
Thìn rất may mắn về tài chính và có vẻ như làm việc chăm chỉ hơn Thân. Đó có thể là may mắn của Thân khi được làm việc với Thìn. 6. Tuổi Thân và tuổi Tỵ. Tỵ và Thân có rất nhiều điểm trái ngược nhau hoặc những điểm chung không hề bổ sung cho nhau. Họ thích có nhiều thời gian vui chơi, cả hai duyên dáng và khá nổi bật trước đám đông. Tuy nhiên, Tỵ có phần sống khép mình hơn tuổi Thân. Tỵ muốn dành nhiều thời gian ở nhà và đọc ngấu nghiến một quyển sách hay ho nào đó. Tuổi Thân thì lúc nào cũng muốn vui chơi, chạy theo hoài bão, ước mơ của mình. Khi là đối tác làm ăn, thì hai hành tinh này có thể cùng hợp tác, cùng phát triển nếu họ biết cách tự điều chỉnh. Nếu họ biết cách tránh những mâu thuẫn, những tính cách trái ngược nhau có thể trở thành những điểm bổ sung. Tuổi Thân vốn ưa thích điều mạo hiểm, tuổi Tỵ khá cẩn thận và chăm chỉ khi họ tin vào mục tiêu mình đề ra. Tuổi Tỵ khá may mắn với chuyện tiền bạc nhưng đôi khi thấy ngán ngẩm bởi tính cách ham vui của Thân. Hai con giáp này rất dễ cạnh tranh, tranh giành vị trí người dẫn đường. Trong hai tuổi này, Tỵ làm việc nhiều hơn Thân. 7. Tuổi Thân và tuổi Ngọ. Hai tuổi này có nhiều điểm tương đồng và có thể gắn kết lâu dài, đều vui vẻ, ham chơi, ưa khám phá và cùng khao khát được làm trung tâm của sự chú ý. Người tuổi Thân luôn muốn chinh phục thử thách và nếu như có một cuộc đua ngầm thì rất có thể tuổi Ngựa sẽ đột nhiên bỏ cuộc. Tuổi Ngựa không thích sự ràng buộc và tuổi Khỉ thì có phải như luôn ưu tiên cho những đam mê cá nhân. Hai điều này tưởng chừng là khiếm khuyết nhưng lại thích hợp với nửa kia. Nếu hai con giáp này làm ăn chung, họ có thể cần một đối tác thứ ba duy trì sự gắn kết và ổn định. Khỉ thường bận rộn với những việc riêng, trong khi Ngựa thì mải miết làm và khi thấy đối tác thiếu nghiêm túc, họ sẽ bỏ dở giữa chừng. Nếu lập công ty chung, doanh nghiệp của họ rất năng động, nhiều tiềm năng nhưng không ổn định, khi có mâu thuẫn sẽ chẳng có ai chịu nhượng bộ ai. 8. Tuổi Thân và tuổi Mùi. Mặc dù mối quan hệ của Thân và Mùi rất vui vẻ, nhưng Thân cần điều chỉnh lối sống sôi động và cách chơi bạt mạng của mình, sao cho Mùi không phải lo lắng. Mùi rất nhạy cảm và dễ xúc động, do đó, khi có cảm giác không được yêu thương, họ thường lo lắng và mất thăng bằng. Thân có tính cách sôi động, dễ gần, luôn tò mò và ưa mạo hiểm. Thân và Mùi dễ nảy sinh cảm xúc khi cùng tham gia những nhóm hoạt động xã hội, nhưng để làm cho Mùi cảm thấy thoải mái, lâu dài, Thân sẽ phải cố gắng rất nhiều. Trong mối quan hệ làm ăn kinh doanh, hai người có thể sẽ phải chịu đựng những căng thẳng liên quan đến quyền lực vì cả hai đều thích làm thủ lĩnh. Thân thường chỉ ham vui, chứ không thực sự là con người của công việc. Mùi là người có tham vọng phát triển các ý tưởng độc đáo nhưng lại không giỏi trong việc vấn đề quản lý tài chính. Mùi thích trang trí nơi làm việc của mình theo phong cách riêng. 9. Tuổi Thân và tuổi Thân. Người tuổi Thân luôn vui tươi và hài hước, họ bị cuốn hút bởi sự vui vẻ, đam mê với những khám phá. Vậy nên hai tuổi Thân kết hợp với nhau niềm vui sẽ được nhân đôi, tuổi Thân thường có chút phô trương và thích nổi bật giữa đám đông. Do đó, họ cũng dễ xảy ra cãi vã nhưng không mấy khi để bụng vì điều đó sẽ chỉ tốn nhiều thời gian và gây mệt mỏi. Họ sẽ đấu tranh hết mình nhưng khi qua rồi, họ sẽ quên rất nhanh. Trong làm ăn, kinh doanh, hai tuổi Thân dễ xảy ra tranh chấp để nắm quyền lãnh đạo. Mặc dù Thân luôn muốn vui vẻ nhưng cũng thích được nắm quyền. Cho dù điều đó có nghĩa sẽ là bị gắn vào một nhiệm vụ cụ thể, do đó họ sẽ phải cố gắng để thỏa hiệp xem ai sẽ quản lý bộ phận nào để tránh xung đột với nhau. Thân thường là những nhân vật nổi trội trong các cuộc gặp mặt về kinh tế. Các khách hàng thích tìm đến Thân bởi cách ăn nói có duyên và tính hài hước của Thân. Nơi làm việc chung của hai người rất nhộn nhịp, tuổi Thân là người ưa mạo hiểm. Việc kinh doanh của họ có thể thất bại hoặc hương thịnh, nhưng với họ, đó luôn là con đường lựa chọn có nhiều điều thú vị. 10. Tuổi Thân và tuổi Dậu. Thân và Dậu có những sự khác biệt trong cảm nhận, do đó mối quan hệ giữa họ thường không được êm đẹp. Thứ nhất, cả hai đều muốn nắm quyền kiểm soát người khác theo cách riêng của mình. Dậu thể hiện quyền lực của mình bằng cách cằn nhằn, yêu cầu mọi người phải thật hoàn hảo. Dậu quan sát thế giới một cách kỹ lưỡng và muốn thay đổi nó tốt hơn, Thân thì ngược lại. Thân sẽ khẳng định quyền lực của mình một cách ồn ào nhất, sẵn sàng đương đầu với mạo hiểm và luôn dành sự chú ý về mình. Dậu thấy Thân có những hành động thái quá, còn Thân cho rằng Dậu chẳng có gì thú vị. Trong làm ăn kinh doanh, hai hành tinh này lại khá ăn ý với nhau, những vấn đề cơ bản trong công ty nên để Thân làm người đảm nhiệm. Điều này sẽ giúp Thân thỏa mãn mong muốn được trở thành người đứng đầu và vận dụng hiệu quả sự khéo léo của mình cho công việc. Dậu nên quản lý bên cạnh, sử dụng đầu óc thông minh của mình và việc quản lý tài chính và ngăn cản Thân đưa ra những quyết định thiếu khôn ngoan. 11. Tuổi Thân và tuổi Tuất. Thân và Tuất có nhiều điểm khác biệt, nhưng họ đều là những người sôi nổi, yêu thích hoạt động. Điều này làm họ trở nên dễ gần.
thân thích vui vẻ nên luôn sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu, khám phá mới. Tuất đánh giá cao điều này và là người bạn đường của Thân. Để trò chuyện cùng nhau, Tuất là người hay suy nghĩ và bận tâm đến những thứ hơn Thân, nhưng nhìn chung Tuất là một người hòa nhã, vui vẻ. Đôi khi Tuất muốn đi đâu đó một mình cho tâm trạng thoải mái, việc này cũng không làm Thân bận tâm, bởi Thân luôn bận rộn không mấy khi để ý đến sự vắng mặt của Tuất. Trong làm ăn kinh doanh, Thân say giữ vai trò như người đứng đầu, Tuất sẽ chỉ đi bên phụ giúp cho Thân. Thân có khả năng thuyết phục khách hàng và Tuất sẽ là người tiếp tục duy trì mối quan hệ làm ăn đó. Tuất có khả năng đặc biệt trong việc nhìn nhận sự việc và đánh giá con người, do đó, Tuất có thể sử dụng khả năng đặc biệt này để trợ giúp cho những người tuổi Thân tránh được những rủi ro đáng tiếc. Không khí nơi làm việc của hai người rất vui vẻ và sôi nổi, việc kinh doanh sẽ rất phát đạt nhờ vào sự mạnh dạn của người tuổi Thân. 12. Tuổi Thân và tuổi Hợi. Thân và Hợi có nhiều niềm vui khi ở bên nhau, cả hai đều là mẫu người vui vẻ, có suy nghĩ tiến bộ và khá nhạy cảm, nhưng Thân có chút chơi bời hơn Hợi. Hợi thích những đồ ăn ngon, thích tán tỉnh, những việc rất đơn giản như được ngủ trong một chiếc giường thoải mái hay được đi tắm hơi cũng sẽ làm cho Hợi cảm thấy vui vẻ. Còn Thân, Thân không thích ở nhà mà thích đến những bữa tiệc lớn vui nhộn nơi họ có thể tự do vui đùa. Hợi quan niệm gia đình và những người bạn thân là những thứ quan trọng nhất với họ trong cuộc sống, trong khi Thân thường đặt sự vui vẻ lên hàng đầu. Trong làm ăn, kinh doanh, nếu biết kết hợp sức mạnh của cả hai, Thân và Hợi sẽ xây dựng được một sự nghiệp vững chắc và thịnh vượng. Thân thích lãnh đạo và thường là người đại diện cho công ty đi giao thiệp với khách hàng, thuyết phục mọi người vì có kinh nghiệm và khá là bạo dạn. Hợi là người thích làm việc chăm chỉ, theo sự chỉ dẫn của người khác, nhưng sẽ cần biết cách để giúp cho Thân tránh khỏi những rủi ro không đáng có. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, nóng giận là nguồn cơn của sân hận. Độ thứ ba theo triết lý Phật giáo là nhẫn nhịn, có thể hóa giải, học một điều thôi, có thể sinh trăm phúc, nghênh vạn lành, nhu hòa, kiềm chế bạo tính. Tu được chữ nhẫn, việc nhẫn được mà nhẫn là bình thường, việc không nhẫn được mà nhẫn ấy mới là tù. Hãy học Phật Di Lặc, bụng to miệng cười tươi tắn, tấm lòng quảng đại rộng rãi, không bao giờ cau có, đó chính là cảnh giới cao nhất của nhẫn. Học theo Phật Di Lặc, công phu này không có nghĩa là lúc nào cũng treo trên miệng nụ cười, giả dối, không thật lòng, bụng đầy oán giận mà thể hiện ra bên ngoài lại khác, đó không phải là nhẫn. Bất luận trong trường hợp nào, đều chân tâm, không đeo mặt nạ, không cần cố gắng mà vẫn nhẫn được, ấy là diện mạo đích thực của tín đồ đạo Phật, Phật không nói dối, người hướng Phật không nói dối. Thẳng thắn với tâm tư của mình, tu nhẫn không phải là luyện vẻ mặt giả tạo, mà là kiềm chế tính nóng của bản thân. Luôn giữ được thiện tâm và những hành động chuẩn mực, nhẫn này xuất phát từ nội tâm, từ sự phóng khoáng hiểu biết và chừng mực của mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.